gái có một đôi chân đẹp tuyệt thế nhưng trời lại tàn tật. Chàng trai chỉ cắm một châm trên chân cô gái liền có phản ứng ngay. Sau đó chàng trai lại cắm thêm mấy cây châm nữa. Nào ngờ cô gái nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Những người đứng xung quanh nhìn thấy xong liền nói, chàng trai giết người. Lúc này bố của cô gái Phùng Thủ Phú phát hiện ra con gái không còn thở nữa. Thế là ông bảo thuộc hạ xử chàng trai, táng theo con gái ông. Nào ngờ chàng trai lại nói con gái ông chưa chết, nếu chọc giận anh sẽ thật sự dọn xác cho con gái ông. Vũ Huyên đã tắt thở rồi, còn giả được à? Nào ngờ chàng trai nói, trong y học có hiện tượng gọi là chết lâm sàng. Chết lâm sàng, nói rõ chút, Thiên Kim tiểu thư mắc bệnh đông máu. Tôi đã khơi thông thất khiếu lục mạch cho cô ấy, tất cả mạch máu, đương nhiên là cả ngũ tạng lục phủ, dùng linh khí của cách châm cứu sinh tử, khơi thông mạch máu tắc nghẽn của cô ấy. Sau khi tiến vào trạng thái chết lâm sàng là sẽ khỏi bệnh. Thấy bộ dạng chàng trai nói chuyện thành thạo, thế là ông nói với chàng trai chỉ cần chữa khỏi cho con gái ông sẽ mang tiền sính lễ là 1 tỷ đến cho anh ngay lập tức và gả con gái cho anh. Nhưng chàng trai lại từ chối, vì anh đã có người mình thích rồi. Cửu Châu Thành còn có người con gái có thể so với Vũ Huyên sao? Một thằng ở rể như cậu bốc phét không biết ngượng mồm à? Ở Cửu Châu Thành này ai mà không biết, Mộ Dung gia đã hủy bỏ hôn ước của cậu với Uyển Nhi. Đúng đấy, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho Vũ Huyên, Mộ Dung gia đó tôi nói một câu thôi cũng phải quỳ xuống trước mặt cậu. Phùng Thủ Phú, anh đừng để cậu ta lừa, cậu ta chẳng qua chỉ là con trai của tên ở rể nhà chúng tôi thôi. Chúng tôi chuẩn bị đuổi cậu ta ra khỏi nhà rồi. Anh còn tin cậu ta là thần y? Thật sao? Chắc chắn là thật, cậu ta chính là con trai tôi, mấy năm trước không biết chạy đi đâu, mới vừa quay về. Chàng trai, cậu phải biết kết cục của việc lừa tôi. Được rồi, tránh ra đi. Con gái ông đến lúc tỉnh lại rồi. Vũ Huyên, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Bố, đây là đâu? Tôi vừa kéo cô từ quỷ môn quan về. Bây giờ cô đứng dậy vận động một chút, nếu không cảm thấy mệt mỏi, vậy thì khỏi rồi. Vừa dứt lời, cô gái liền đứng dậy thử xem, vậy mà lại cảm thấy khắp người mình tràn đầy sức lực. Không những thấy khoan khoái, mà bây giờ leo 1000 bậc thang cũng không thành vấn đề. Phùng Thủ Phú thấy con gái mình có thể đứng lên như có phép màu, thế là lập tức quỳ xuống cảm ơn chàng trai. Tiên sinh đúng là thần y, tiên sinh đại ơn đại đức tại hạ không bao giờ quên. Được rồi, đứng lên đi, chỉ cần ông tuân thủ việc đã đồng ý với tôi là được. Thương ưng, có. Truyền lệnh xuống, tập đoàn Sơn Hà tôi đoạn tuyệt với tất cả việc làm ăn qua lại với gia tộc Tiêu Thị, nếu phát hiện có ai làm ăn hay qua lại với tập đoàn Tiêu Thị, phong sát hết thảy. Vâng. Phùng Thủ Phú, làm như vậy Tiêu gia sẽ phá sản mất. Giơ cao đánh khẽ ạ, còn có căn biệt thự này sẽ thuộc về anh Tiêu tiên sinh. Các người cút đi, anh nói không tính, trên sổ đỏ có tên của chúng tôi, anh muốn mua chúng tôi còn lâu mới bán, không bán Tiêu gia các người nợ tôi mấy nghìn vạn. Có tin tôi cho các người tán ra bại sản rồi ngồi tù không? Thủ Phú dừng chấp nhặt với cô ta. Cút sang một bên, đều tại tôi, mong Thủ Phú giữ lại một con đường sống cho Tiêu gia chúng tôi. Căn nhà này thuộc về Tiêu tiên sinh rồi. Ông tự nói với cậu ấy đi, Tiểu Phong, ông cầu xin con, nói giúp với Thủ Phú, tha cho Tiêu gia đi. Ấy, bây giờ tôi không họ Tiêu nữa rồi, đổi thành họ Mạnh. Bây giờ ông dẫn người nhà Tiêu Thị nhà ông, cút ra ngoài cho tôi. Quế Hương, cậu ta là con trai cô mau nói đi. Tiểu Phong à, mẹ đừng nói nữa, con nể tình mẹ sinh ra con gọi một tiếng mẹ. Con có thể giữ mẹ lại để mẹ có chỗ dương lão. Những người Tiêu gia khác cút. Tiểu Phong, đừng nói nữa, nếu không tôi không khách sáo nữa đâu. Bố, đều tại mọi người tuyệt tình, tôi cũng không giúp được mọi người, tôi còn dựa dẫm vào con trai của tôi. Tiểu Phong, ông cầu xin con, cầu xin con. Đúng đấy, Tiểu Phong, ông lớn tuổi như thế rồi. Phùng Thủ Phú, tôi không tiện động tay, làm phiền ông giúp tôi đuổi người. Được, Xích Hổ, có, còn không cút đi thì đánh cho tôi. Vâng, đừng, chúng tôi đi. Đa tạ ơn cứu mạng của Tiêu thần y, vậy chúng tôi cũng cáo từ đây. Sau này nếu cần Tiêu tiên sinh cứ sai bảo tùy ý. Ơn đức của thần ý Vũ Huyên không bao giờ quên. Nếu Mộ Dung gia hủy hôn, tôi đồng ý gả cho anh. Cảm ơn cô Phùng đã yêu mến, đi thôi. Ai à, Tiểu Phong, con bị ngốc à? Cô Phùng đó giàu hơn Mộ Dung Uyển Nhi kia nhiều, con mau đồng ý với người ta đi. Không như mẹ nghĩ đâu, mẹ là vì tốt cho con. Trên thế giới này có tiền mới là đạo lý, mới có người coi trọng con. Được rồi, con không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Ngày mai con sẽ đi cầu hôn Uyển Nhi, con còn phải đi chuẩn bị chút quà gặp mặt cho cô ấy với Mộ Dung gia. Ngày hôm sau, chàng trai chuẩn bị mua chút quà gặp mặt cho bố vợ. Nào ngờ khi bước vào tiệm thì bị coi thường. Nhân viên bán hàng thấy bộ dạng nghèo nàn của anh, không thèm quan tâm đến anh. Thế là chàng trai đành tự mình đi ngắm. Đúng lúc này, chàng trai phát hiện ra một ấm trà tử sa rất đẹp. Thế là nghe ngóng ra cả từ chỗ nhân viên bán hàng. Cái ấm trà tử sa Nghi Hưng này tôi lấy. Mau đi. Ấy, tiệm chúng tôi là tiệm đồ cổ hàng đầu, một mảnh gốm sứ ít nhất cũng phải mấy chục vạn, lại người như anh có bán thận cũng không mua nổi đâu. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với gốm sứ, cái này đóng gói cho tôi ngay lập tức. Đây là ấm tử sa từ lò quan thời Càn Long đấy, sờ một chút cũng phải thu tiền đấy, 4000 đến 5000. Không cần sờ, tôi mua bao nhiêu tiền số này cho bố vợ mặt mũi. Quẹt thẻ.
cầm cái thẻ đều của anh về đi, anh mất mặt thì thôi đi, đừng làm hỏng danh tiếng của tiệm chúng tôi có mua nổi hay không quẹt thẻ cái là biết. Lại có thứ gì mới mẻ à? Ấy, Chu thiếu, trong tiệm mới có tẩu thuốc của quốc vương nước Pháp Louis 14 từng dùng, tôi đi lấy cho anh ngay đây, càng đắt càng tốt. Vâng, tôi đi lấy cho anh. Này, tôi còn đứng ở đây đấy, cô rốt cuộc có lấy cho tôi hay không? Ý, đây không phải Tiêu Phong à? Chu thiếu, đây là bạn anh à? Đường đường Chu gia đại thiếu như tôi, sao có thể có bạn nghèo nàn như này? Vậy sao anh quen anh ta? Ai da, bạn học cấp 1, trò cười của cả lớp đương nhiên phải nhớ rồi. Trò cười gì cơ? Nói nghe đi, hừ. Bố cậu ta ở về, mẹ cậu ta ngày nào cũng bắt bố cậu ta quỳ xuống vả vào mặt. Bọn anh đều nghĩ là sau này cậu ta cũng ở về thôi, đời đời kiếp kiếp đều phải ở về. Hóa ra là tên ở về à? Tôi biết ngay là đồ trong tiệm này, anh ta không mua nổi cái gì đâu, còn muốn sờ vào ấm tử xa 500 vạn, buồn cười. Bớt nói nhảm, đừng nói một cái ấm tử xa, tôi mua cả cái tiệm này đấy. Có tin không? Cậu nói cái gì? Một món đồ trong tiệm này, cậu có biết bao nhiêu tiền không? Anh ta chỉ muốn ra vẻ với anh thôi, muốn ra vẻ với tôi. Một thằng con của tên ở về như cậu, còn không bằng con lợn con chó, lấy cái gì ra vẻ? Tiền cậu được một năm còn không đủ cho tôi đóng tiền điện thoại đấy. Chu thiếu, anh đừng so đo với tên ăn mày đáng thương này. Anh ta cũng chỉ biết bốc phét để che đậy tự tôn của mình thôi. Đúng đấy, ai có tiền ai không có tiền, nhìn cái là ra, còn giả vờ. Tôi nói một lần cuối cùng, lấy hay không lấy? Tôi không lấy đấy. Sao, cái loại nghèo như anh còn muốn tôi tốn sức hầu hạ anh à? Tôi không lấy ấm tử xa nữa, gọi ông chủ các người ra đây, tôi mua lại cái tiệm này. Cái gì, cậu mua tiệm này? Cậu bị ngu à? Không biết cái tiệm này giá bao nhiêu à? Đúng là loại ở về. Ô, danh đàn ông, loại ở về như anh không ai thèm đâu nhỉ? Phải ế suốt đời, thật đấy, mồm các người thật sự rất thối. Nếu không phải tôi đứng đây nghe các người nói chuyện, tôi còn tưởng các người đang đánh giám đấy. Anh yêu, anh ta mắng em. Tiêu Phong, cậu mau quỳ xuống, xin lỗi cục cưng của tôi ngay. Chu thiếu, anh đừng so đo với lại người đáng thương này. Anh mau xin lỗi chu thiếu đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đến đánh chết anh. Xảy ra chuyện gì thế? Dương tổng, có một tên ăn xin đến cứ đứng ỉ đó không đi. Phá rối, ra vẻ thì thôi đi, còn đắc tội với khách VIP chu thiếu của chúng ta. Tôi nói các người nghe, hôm nay các người không bảo cậu ta quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ hủy bỏ thẻ VIP của các người, không bao giờ đến đây mua gì nữa. Chàng trai, nghe thấy gì chưa? Mau quỳ xuống xin lỗi chu thiếu đi. Nếu tôi không xin lỗi đấy thì sao? Không xin lỗi, bảo vệ. Ông chủ, tôi hỏi cậu một lần nữa, quỳ hay không, xin lỗi hay không? Anh đúng là đang nhảy nhót điên cuồng ở bờ vực tìm đường chết đấy. Đánh gãy chân cậu ta cho tôi xem cậu có quỳ hay không. Ông chủ, đánh người là phạm pháp đấy, lời của tôi anh không nghe, tôi đuổi việc anh ngay lập tức. Anh đuổi việc ai cơ? Cái tiệm này sắp bị tôi mua lại rồi, tôi muốn đuổi anh đấy. Ha ha ha, cậu muốn mua lại cửa tiệm này rồi đuổi tôi? Đúng, anh nói không sai. Cái gì, con mẹ nó, cậu bị điên à? Cậu đuổi việc ông chủ, đúng là nghèo phát điên rồi, tội nghiệp quá. Hai người, các người bớt nói nhảm cho tôi hỏi anh, bán hay không? Dương tổng, cái tiệm này của anh cũng phải đáng giá 5.000 vạn, anh bán cho cậu ta đi, giao dịch ngay và luôn, để thằng nghèo này mất mặt. Được, tôi bán 5.000 vạn, đưa tiền đây. Được, đợi đấy. Alo, Phùng tổng. Đúng, là tôi đang ở tiệm đồ cổ tụ Bảo Bồn ở đường Nam Phong, ở đây có một cửa tiệm tôi muốn mua lại, cần 5.000 vạn. Ừ, được, tôi đợi cô, bạn tôi ở gần đây, cô ấy sẽ đến ngay lập tức. Còn ăn không nói có. Cậu mắc bệnh ảo tưởng à? Tưởng mình là diễn viên đang diễn kịch ở đây à? Nghèo phát điên nên như thế. Này, anh bị đuổi việc rồi, mau cút đi. Ấy, đừng đi, tôi sắp mua lại cửa tiệm này rồi, đến lúc đó tặng anh nửa số cổ phần. Buồn nôn thật đấy, anh còn ra vẻ cái gì? Ai da, cô đấy, đừng lề mề nữa, cô sắp bị đuổi việc rồi đấy, mau tìm một nơi khác làm việc đi. Hừ, dựa vào anh, nếu anh thật sự mua lại cửa tiệm này, tôi ăn cất cho anh xem. Ấy, cái này là cô nói đấy nhé, tôi mua lại được, cô nhất định phải ăn đấy. Tôi nói đấy thì sao, anh làm gì được tôi? Ấy, cậu nhắc tiền cậu đâu, sao vẫn chưa đến thế? Thời gian của ông đây quý lắm, không có thời gian lãng phí thời gian với cậu. Tội cái gì? Tiêu Phong tiên sinh, anh cần bao nhiêu tiền? Cũng không cần nhiều, 5.000 vạn là được. Hừ, mạnh miệng đấy, 5.000 vạn là được. Cậu lấy ra đi, trong này có 1 tỷ, đây là tiền tiêu vặt của tôi. Anh cầm lấy trước đi, mật mã là 6 số không? Đây là tiện nhân với cho à, ra vẻ thành thạo ghê. Còn 1 tỷ, 1 tỷ có thể chất kín cái nhà này đấy. Cô là ai? Tôi là ai cũng không đến lượt lại dân đen như cô biết. Nói ra sợ dọa chết cô, cục cưng của tôi là con gái cả của Mộ Dung gia, thì có Mộ Dung gia mới lấy ra được 1 tỷ, cô hiểu không? Gia tộc Mộ Dung chỉ cần một câu nói của tôi là có thể khiến cô tán gia bại sản đấy. Cô đừng có nói láo, cô còn không xứng xét xét cho Mộ Dung gia. Rất tốt, cô đã thành công chọc giận tôi rồi. Cố gắng 30 năm trời của Mộ Dung gia, bây giờ chỉ vì một câu của cô mà hủy hoại hết rồi. Bây giờ tôi sẽ hủy ngay cho cô xem. Ấy, Mộ Dung gia có liên quan đến tôi, đừng động vào Mộ Dung gia. Tôi hiểu rồi, nể mặt anh Tiêu Phong, tôi tha cho cô với Mộ Dung gia một lần. Một con gái điếm cũng không biết ngại mà mở mồm nói đến Mộ Dung gia. Được rồi, không phải nói có 5.000 vạn sao?
Kiểm hàng đặt ở đó rồi, mật mã là 6 số không? Kiểm đi, đi, vạch mặt cậu ta. Tiêu Phong, lát nữa mà không quẹt ra, đừng trách tôi không nể mặt là bạn học, bắt cậu bò từ đây ra. Trời ơi, sao thế, trong này thật sự có 5.000 vạn, không chỉ thế đâu ạ. Là 1 tỷ, sao có thể như thế, tôi xem nào, anh xem, 1 tỷ, đúng vậy, được rồi, quẹt xong 5.000 vạn, sau đó cút ra khỏi đây cho tôi muốn sử dụng quyền lợi của mình, không thể nào Tiêu Phong chỉ là con của tên ở về. Tiêu gia không coi cậu ta ra gì, huống hồ là Tiêu gia cũng chẳng lấy ra 1 tỷ được. Lấy đâu ra nhiều tiền như thế, tôi hiểu rồi, cô gái, mặc dù cô trông rất xinh đẹp, nhưng mắt nhìn thật sự không ra làm sao cả. Cậu ta chỉ là loại thấp hèn được sinh ra từ một tên ở rể thôi. Tôi là đại thiếu gia của Chu gia đấy, kết bạn không quá đáng nhỉ? Phán gia, nghe cho rõ. Cái tiệm này bây giờ không chào đón cậu. Cút, Dương Tổng, đừng bán cho cậu ta. Có tiền thì sao? Anh đừng bán. Sao? Các người có tiền thì ngon lắm à? Tôi còn lâu mới bán. Cút ra ngoài, sao ông muốn nuốt lời à? Cửa tiệm là của tôi cứ nuốt lời đấy. Sao cô muốn cắn tôi à? Ha ha ha, có tiền thì sao? Không ra vẻ được nữa rồi chứ. Cái tiệm này hình như ngoài cái ấm tử xa kia ra, toàn là hàng giả, nhưng nếu đã nói như thế, tôi chuẩn bị dẹp luôn cái tiệm này. Anh Tiêu Phong, anh cảm thấy thế nào? Không ý kiến, đều nghe theo Phùng Tổng. Còn muốn dẹp tiệm, đúng là càng ngày càng mạnh mồm. Tôi là chủ tịch tập đoàn Sơn Hà, Phùng Vũ Huyên. Tiệm đồ cổ tụ Bảo Bồn ở đường Nam Phong có người bán đồ giả. Phùng Vũ Huyên, cô đúng thật là càng ngày càng diễn sâu đấy. Ngay cả con gái của Phùng Thủ Phú còn dám giả mạo. Nếu cô ấy biết được, cô và Thiên Kim của Phùng Thủ Phú là bạn bè, có khi sẽ xấu hổ muốn chết. Cô và Thiên Kim của Phùng Thủ Phú còn là bạn bè cơ à? Sao, cô xem cô giả mạo ai thì không giả mạo, cứ phải đi giả mạo đại thần đó, không biết soi gương xem mình có xứng không? Cái gì, Triệu Tổng, không thể nào. Không thể nào, là do Phùng Tổng của tập đoàn Sơn Hà nói sao? Ôi trời ngài là, Phùng Tổng của Sơn Hà sao? Trời ơi, xin lỗi, tôi đúng là bị mù mà. Tôi có mắt không tròng, Phùng Tổng hãy cho tôi một con đường sống ạ. Tôi làm kinh doanh, thương lượng trung thực tuân thủ luật pháp, anh thương lượng làm ăn tốt, còn có thể lật lọng thương hội, không giữ được anh rồi. Xin Phùng Tổng tha lỗi, tôi đồng ý 1.000 vạn, xin đừng cắt đứt đường tiền tài của tôi, vậy mua với giá 1.000 vạn, xem như là hình phạt. Đều nghe Phùng Tổng hết, người anh em, cửa tiệm này tặng cho cậu, ông chủ, chuyện này có thật không ạ? Yên tâm đi, tôi với Phùng Tổng giống nhau, nói phải giữ lời, người nào việc nấy, cảm ơn ông chủ. Này, vừa nãy cô nói, nếu như tôi mua được cái cửa tiệm này, thì cô sẽ làm cái gì nhỉ? Xin lỗi ông chủ, tôi không cố ý ạ. Xin lỗi, tự cút đi, vâng, tôi cút ngay. Tôi cũng cút đây ạ. Đi nhanh, đi nhanh. Tiếp theo là tới hai người các cậu, tự bò ra ngoài đi, đều là bạn học, có chút lương tâm đi. Phùng Tổng, hai cái người này ấy à, tôi nhìn không vừa mắt, cần phải dứt khoát mới được. Hai người vậy mà dám xúc phạm tôi với Tiêu Dịch tiên sinh, bây giờ tôi ra lệnh, Mộ Dung gia và Châu gia mấy người tội trong 24 giờ, tới Phùng gia xin lỗi cho tôi, nếu không diệt. Phùng Tổng đừng như vậy mà, Tiêu Dịch giúp tôi nói chút đi, nếu mấy người còn không cút thì đều sẽ chết ở đây đấy. Được, ai, hôm nay cảm ơn Phùng Tổng nhiều nhé, lại nợ cô một ân huệ rồi. Tiêu Dịch tiên sinh đừng nói vậy, anh mới chính là ân nhân cứu mạng của tôi, hơn nữa sau này sinh lão bệnh tử của Châu gia còn dựa vào anh mà. Phùng Tổng cứ yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tôi không gật đầu Diêm Vương thì cũng sẽ cho Phùng gia của cô chín phần mặt mũi. Vậy Vũ Huyên thay mặt cho Phùng gia cảm ơn Tiêu Dịch tiên sinh. Tiêu Dịch tiên sinh có nói muốn cầu hôn Mộ Dung tiểu thư, tại lễ cầu hôn có cần tôi tới hỗ trợ gì không? Vậy sao mà được chứ, tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, không thể sử dụng bất kỳ thứ vật ngoài thân nào tới trang trí được. Sư phụ nói rằng làm người cần phải khiêm tốn, không thể quá khoa trương. Cô lấy thẻ ngân hàng chục tỷ đưa cho tôi là được rồi. Được, nếu như Tiêu tiên sinh còn cần thứ gì khác thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Tôi xin tạm biệt trước. Ừm, tạm biệt Phùng Tổng. Người anh em, lấy tử xa hồ đóng gói cho tôi. Vâng ông chủ. Đứng lại, làm gì thế? Tôi là bạn trai của Uyển Nhi, tới để cầu hôn cô ấy. Anh bị điên à? Người ngay cả cái xe đạp cũng không có, còn dám tới cầu hôn Mộ Dung tiểu thư sao? Còn dám sỉ nhục Mộ Dung tiểu thư thì đánh gãy chân chó của anh đấy. Người anh em à, chúng ta đều là tầng lớp dưới cùng của xã hội đúng không? Không cần phải để ý tôi vậy đâu. Cái gì, tôi chính là bảo an của Mộ Dung gia đấy, lương tháng 2 vạn so với Bạch Lĩnh Tráng còn nhiều hơn. Anh dám nói ông đây là người tầng lớp thấp sao? Nhanh cút đi, nếu không sẽ đánh anh đấy. Tôi lười cùng với mấy anh ở đây nói lời vô nghĩa lắm.
Tôi nói lại một lần cuối cùng, bây giờ tôi muốn đi vào, hai người các anh, đừng ngăn cản nữa, đánh hắn. Diêm Vương chỉ, vẫn còn dùng tốt nhỉ. Uyển Nhi à, con có thể, nhanh đi trang điểm chút được không? Hôm nay có một số, Phú gia công tử, muốn tới nhà để cầu hôn đấy. Dáng vẻ gì đây chứ? Con đã nói là con sẽ không đồng ý. Con đã, đính hôn với anh Tiêu Dịch rồi. Im miệng, còn dám nhắc đến đứa con của tên ở rể kia nữa à. Nhiều năm bạn âm vô tín như thế, chết chỗ nào còn chưa biết nữa kìa. Hôm qua, con đã gặp anh Tiêu Dịch rồi. Anh ấy nói hôm nay sẽ đến nhà chúng ta để cầu hôn. Cái gì, nó còn dám tới cầu hôn sao? Một đứa con của một tên ở rể cũng dám tới Mộ Dung gia chúng ta cầu hôn sao? Nó còn tới đây cầu hôn sao? Một đứa con của một tên ở rể cũng dám tới Mộ Dung gia chúng ta cầu hôn sao? Đúng vậy, hôm nay mấy đại công tử đều cạnh tranh về thực lực, nó tới đây để tử rước nhục vào thân à? Hai người có thể đừng ậm hĩnh như vậy nữa được không? Hôn sự với anh Tiêu Dịch là do ông nội ước định. Ông nội con đã mất tích 10 năm rồi. Bạn âm vô tín, gia chủ của Mộ Dung gia bây giờ là ba của con mặc kệ. Cháu tới chúc mừng đại thọ 50 của bác trai, đã đặc biệt chuẩn bị một phần quà, xin bác trai vui lòng nhận cho. Cháu mà tới rồi à, cùng xa đọc danh sách quà tặng đi. Mạc Phủ Trúc, chủ tịch Mộ Dung Nam Sơn, khinh ý Hưng Long thọ tỷ Nam Sơn, giá trị đặc biệt 1.000 vạn. Đế vương Bạch Phỉ Thủy, giá trị 3.000 vạn. Một bản danh thiếp Tống Đại Vương, trị giá 500 vạn. Một cửa hàng trên phố. Ha 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 ha, cháu mà thật có lòng, quà ta xin nhận. Nào cháu mà tới đây ngồi đi, hôn sự của cháu với Uyển Nhi mong bác trai tác thành ạ. Được được, thư pháp biệt thự Kim Sơn, đời này của con không phải là anh Tiêu Dịch thì không gả. Đúng vậy, đời này của Tiêu Dịch không phải là Uyển Nhi thì không cưới. Là tên nhãi cậu, mặc dù Uyển Nhi đã định trước sẽ gả cho Tiêu Dịch tôi, nhưng để cho Mộ Dung gia bằng so sánh, tôi có thể cạnh tranh công bằng với anh. Cạnh tranh cái cục cứt cuồng xa cuồng hổ lên. Cạnh tranh cái cục cứt cuồng xa cuồng hổ lên. Vâng. Anh không nhìn thấy, tôi muốn cùng bác trai Mộ Dung nói chuyện hay sao? Bác trai Mộ Dung, nghe nói hôm nay là sinh nhật của bác, cháu đã đặc biệt mua cho bác một món quà nhỏ, thể hiện sự tôn kính. Một cái ấm đất sao? Cậu cảm thấy Mộ Dung gia chúng tôi thiếu cái thứ đồ chơi pha trà này sao? Ba làm gì vậy? Đây là tấm lòng của anh Kiêu Dịch. Trên thế giới này, đối với Mộ Dung gia chúng ta, người có tấm lòng còn nhiều hơn đây nữa kìa. Nó tính là cái gì? Cháu biết một cái ấm đất chắc chắn sẽ không lọt vào mắt của bác trai. Cháu còn chuẩn bị một món quà đặc biệt nữa, lễ vật 10 vạn, ba cậu là một tên ở rể, cậu lại là con trai của tên ở rể đó, thì lấy đâu ra 10 vạn tệ chứ? Lời cháu nói đều là thật, nếu như bác trai không tin, thì đưa cháu số tài khoản, cháu sẽ chuyển 10 vạn, qua thẻ của bác. Nhân đây thì cháu cũng muốn nói chuyện với bác, về hôn sự giữa cháu và Uyển Nhi, thì có 10 vạn mà muốn nói chuyện, hôn sự với Uyển Nhi với tôi đang bố thí cho ăn xin đấy à, vậy bác cảm thấy bao nhiêu thì phù hợp ạ? Ít nhất là con số này, 50 vạn. Người nghèo thì vẫn chỉ là người nghèo thôi, mãi mãi là cái kết cấu này, chỉ dừng lại trên 10 vạn, vậy 500 vạn, Tiêu Dịch à, cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cậu cảm thấy Mộ Dung gia chúng tôi thiếu chút 500 vạn này à, vậy chẳng phải là 5.000 vạn sao? 5 tỷ, cái gì, 5 tỷ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Cháu chỉ tới cầu hôn, mà 5 tỷ, cậu chính là không đủ khả năng đấy. Ba, có thể đừng cố ý khó dễ như vậy được không? Ta khó dễ cái gì? Ta gả con gái, cần xính lễ 5 tỷ, là quá đáng sao? Không quá đáng, ha ha ha, 5 tỷ tôi có. Ây, ta nói mà vẫn chỉ có mà thiếu, xứng với gia tộc Mộ Dung chúng ta. Tiêu Dịch cái tên nhãi nghèo kiết như cậu ấy à, nhanh đi về đi, cuồng xa cuồng hổ lên. Lần này thật sự, phế bỏ hắn đi, lên cho tôi, các người dám, cháu mà à, đây là, bác trai, bác không biết đấy thôi. Hôm qua cháu với Uyển Nhi có hẹn, cái tên nhãi này đã tới đánh cháu, vệ sĩ của cháu bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đấy ạ. Thì ra là vậy, vậy cứ tính sổ với nó đi. Ba, Uyển Nhi, chuyện này em đừng quan tâm, đây là chuyện giữa anh với anh ta, anh sẽ tự mình giải quyết. Nói đi, anh muốn giải quyết thế nào đây? Nhãi con, cậu còn dám sủa, cậu không biết tôi đã đặc biệt mời tới hai cao thủ tới đây hay sao? Giao cho hai người đấy, yên tâm đi Mạc Hiếu, hôm nay nhất định sẽ vì anh em của chúng tôi đòi một lời giải thích, nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Hôm nay không để cho hắn gãy chân gãy tay thì tôi không phục. Tôi một mình lên, tránh cho người ta nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu. Không cần đâu, lên cùng luôn đi, tránh mất thời gian của tôi. Tên này đúng là điên rồi, cùng lên thì cùng lên.
Không thể nào, cậu chẳng phải là công lực huyền cảnh sao? Sao biết được thiên cảnh? Tôi muốn cảnh gì thì chính là cảnh đấy, cậu quản được chắc? Tiếp theo nên nói chuyện của hai chúng ta nhỉ? Bác trai, bác phải giúp cháu. Yên tâm, sẽ không để người ngoài làm loạn trong nhà ta đâu. Bác có nhầm gì không vậy? Rõ ràng là anh ta kiếm chuyện trước, nói ít thôi, lấy ra 5 tỷ thì chuyện hôn sự với Uyển Nhi còn có thể nói tiếp, không lấy ra được thì đừng ở đây tốn thời gian nữa. Được, 5 tỷ đúng không? Hả, cậu thật sự có 5 tỷ sao? Anh Tiêu Dịch, anh đừng nói loạn, lấy đâu ra 5 tỷ đây chứ? Dù sao cũng do nó nói, xem nó rốt cuộc lấy ra được hay không. Chuyện này bác không cần quan tâm, bác chỉ cần cho cháu biết, có phải nếu cháu lấy ra 5 tỷ thì bác sẽ không can thiệp chuyện hôn sự của cháu với Uyển Nhi nữa đúng không? Đúng, nhanh lấy ra đi. Thẻ này có 10 tỷ, mật mã là 6 số không, còn thừa 5 tỷ, giữ lại gửi cho hai người. Tiêu Dịch à, đừng làm cái gì mà, những giấc mơ lớn nữa, thật sự có 5 tỷ sao? 10 vạn mà cậu, còn không thể lấy ra được. Đúng là, vô cùng, muốn nói với bác, hai từ vô lễ, nếu không phải nể mặt, bác là ba của Uyển Nhi, cháu, được, bỏ đi. Bác đừng được đằng chân lên đằng đầu. Vậy để tôi xem hôm nay cậu có thoát được sự xấu hổ hay không? Gọi điện thoại cho ngân hàng của Trương Tổng, xem thử trong cái thẻ này, rốt cuộc có mấy đồng bạc. Hôm nay để xem, cậu tự vả mặt như thế nào? Vui lòng nhập số thẻ và mật mã, nếu như không có tiền, để xem vả mặt như thế này. Mời bạn nhập tài khoản và mật mã, nếu như không có tiền, thì cái mặt này của cậu sẽ rơi xuống Thái Bình Dương rồi. Xin chào, số dư tài khoản mà bạn tra cứu là 10 tỷ nhân dân tệ. Sao có thể chứ, tên ở rể như cậu, lấy đâu ra 10 tỷ vậy chứ? Chắc chắn là trộm của phú hào nào về rồi. Nếu như tôi trộm thẻ của người khác, thì tôi có thể trộm luôn cả mật khẩu sao? Lỡ như người ta viết mật khẩu ở sau thẻ cũng nên, tôi lười nói chuyện với tên không có não như anh lắm. Bác Mộ Dung, bây giờ đã đưa 5 tỷ cho bác rồi, có phải là có thể đồng ý hôn sự của con vào Uyển Nhi rồi không? Vẫn không được, bác có ý gì chứ? Ít nhất cũng phải 10 tỷ, thì hãy nghĩ đến việc cưới con gái xinh đẹp của tôi, thế thì mới xứng với nó được. Đúng đấy bác gái, chỉ cần Uyển Nhi gả cho con, thì phía sau muốn có thêm bao nhiêu số không thì bác cứ tùy ý mà viết. Bác cả có chuyện lớn rồi, bác cả. Có chuyện lớn rồi bác cả ơi, chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy? Đứa em gái của cháu, không biết tại sao, lại đột nhiên đặt tội với Phùng gia rồi. Phùng gia này hạn cho chúng ta, trong một ngày nhất định phải đến tận cửa xin lỗi, và bồi thường cho bọn họ, nếu không sẽ hủy hoại cơ ngơi của Mộ Dung gia chúng ta. Trời đất ơi, sao lại đi đắc tội với Phùng gia chứ? Ai cho nó mượn cái gan đó hả? Con cũng nghe bạn con nói thôi. Họ nói Phùng gia này đã liên kết với toàn bộ Cửu Châu Thành, chuẩn bị đối phó với Mộ Dung gia chúng ta. Người này con nói rằng, cô ấy đã đắc tội với Thiên Kim của Phùng gia, bản thân đắc tội với Phùng tiểu thư, thì đi đền tội đi, để cho Phùng Thiên Kim xử lý là được rồi. Bác cả, bác đừng nói tức giận nữa ạ. Người mà Phùng gia muốn gặp là bác, hơn nữa dù sao cũng là con gái ruột của bác mà. Bác hãy giúp con nghĩ cách đi chứ. Phùng gia này sắp tìm đến cửa nhà chúng ta rồi. Ta cũng đâu có quen biết gì Phùng gia, ta lấy gì mà bồi thường chứ? Lấy mạng à? Bác trai Mộ Dung, đừng lo lắng, còn có cháu mà. À, cháu mà của ta có cách gì sao? Mặc ra cháu và Phùng gia luôn có những giao dịch kinh doanh lớn, lại chuyện thế này chỉ cần một cuộc gọi là có thể giải quyết được rồi ạ. Vậy thì phiền cháu gọi một cuộc điện thoại nói giúp cho ta nhé. Chuyện của Uyển Nhi, ta sẽ đồng ý, thật chứ ạ? Đương nhiên là thật rồi. Sự phát triển sau này của gia tộc Mộ Dung ta còn phải dựa vào gia tộc quyền lực như Mạc gia bảo vệ hộ tống đấy. Ha ha ha, vâng, bác trai cháu sẽ đi giải quyết cho bác ngay, khiến cho Phùng gia phải đích thân đến đây làm hòa với bác. Mùi gì thế chứ? Hôm nay anh đã ăn cái gì vậy? Thằng nhãi, cậu nói cái gì? Tôi hỏi anh đã ăn cái gì? Không sạch sẽ mà ở đấy nói năng vớ vẩn với tôi vậy? Cậu đang nghi ngờ tôi không giải quyết được chuyện này sao? Nếu như anh giải quyết được thì tôi sẽ mặc cho anh xử lý. Được, nhất ngôn cửu đình. Vậy nếu anh không làm được thì sao? Nếu như tôi không giải quyết được thì mà cậu xử lý. Được, nếu như anh không giải quyết được thì tôi sẽ xử lý anh. Giờ đến lúc đó xem ai tự làm nhục mặt mình. Alo, ba con đang ở nhà của chú Mộ Dung, cầu thân với Uyển Nhi đây. Mộ Dung gia và phía Phùng gia xảy ra một vài hiểu lầm, muốn nhờ ba giải quyết giúp, gọi một cuộc điện thoại. Vâng, đúng rồi, vậy cha bảo Phùng gia gọi điện thoại lại cho chúng con, để cho có chút thể diện nhà. Vâng, vậy con chờ tin của ba nhé. Tiểu tử, ba tôi nói rồi, lần này cậu thua chắc, ba cháu thật sự chắc chắn có thể giải quyết được việc này chứ.
Chú à, chắc chắn rồi, hai nhà Phùng Mạc chúng cháu là giao tình thế giới đấy. Chú yên tâm đi, anh cứ từ từ mà nằm mơ đi. Uyển Nhi anh muốn đi vệ sinh một lát. Thằng nhãi cậu sợ thua nên muốn bỏ chạy à? Tôi nói rồi, người thua nhất định là anh. Chờ tôi xử lý anh đi, bác trai cậu ta chắc chắn là muốn trốn đấy. Yên tâm, ở đây chỉ có một cổng thôi, cậu ta muốn chạy cũng chịu. Alo Phùng Tổng, bây giờ tôi đang ở mộ Dung gia, anh tới đây một chuyến nhé. Vâng. Điện thoại tới rồi. Alo, ai đấy? Ôi Phùng Tổng, ôi trời. Vâng vâng vâng, được ạ, được ạ. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn, tôi sẽ chờ anh, tôi sẽ chờ. Thế nào rồi? Đương nhiên là xong rồi ạ. Hơn nữa Phùng Tổng còn nói sẽ đích thân tới đây một chuyến để hòa giải với bác đấy ạ. Trời, Phùng Tổng đích thân tới, vậy thì chúng ta vừa hay có thể ôm đùi tập đoàn Sơn Hà rồi. Công việc kinh doanh sau này cũng không thành vấn đề rồi nhỉ. Này đều là chuyện nhỏ thôi, lúc nãy bác cũng nhìn thấy rồi đấy. Phùng Tổng chủ động gọi điện thoại đến cho cháu, thái độ cũng vô cùng cung kính nữa. Đúng đúng, từ việc Phùng Tổng đích thân tới đây thì có thể nhìn ra thể diện của Mạc Hiền chết cháu. Tên ở rể kia không so nổi đâu. Thằng nhãi chuẩn bị chịu trừng phạt đi. Gấp cái gì, Phùng Tổng nói sẽ cho anh thể diện là anh tự nói mà. Tôi đâu có nghe thấy đâu, tôi làm sao biết có phải là anh đang bốc phét hay không. Cậu vẫn còn nghi ngờ thực lực của tôi à? Hừ, Phùng Tổng là người giàu có nhất vùng này đấy. Cô ấy sẽ nể mặt anh sao? Anh nghĩ mình là ai chứ? Được vậy, chờ Phùng Tổng tới để xem cậu còn được không. Đến lúc đó để Uyển Nhi xem thật kỹ cậu là loại người thế nào. Không có thực lực còn thích tỏ vẻ. Uyển Nhi à, con nhìn xem, Mạc thiếu tốt gấp vạn lần tên tiểu tử nghèo này đấy. Ba, hôn sự của con và anh Bội Phong là ông nội làm chủ. Đừng nói là một Mạc gia, cho dù là hào môn Kinh Bắc thì con cũng không thèm quan tâm đâu. Được rồi, ông nội con đã qua đời rồi, bây giờ ta là chủ của mộ Dung gia, con phải nghe lời của ta. Bây giờ ta là chủ của mộ Dung gia, con phải nghe lời ta. Đúng đấy Uyển Nhi, em đang nghĩ cái gì vậy? Mạc thiếu ưu tú thế này, có cô gái nào mà không ngưỡng mộ chứ? Vậy mà em lại muốn cùng với một tên nghèo hèn kết hôn, em vui em thích thế đấy. Sao nào, anh cảm thấy họ Mạc tôi như thế thì anh bảo Mạc sát Suzu đi cưới anh ta đi. Này, ta không trừng phạt con tưởng cánh của mình cứng rồi à? Con chỉ muốn ở bên cạnh người mà con thích thôi. Cho dù cuộc sống không dư giả thì con cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tại sao mọi người cứ ép con phải trở thành vật hy sinh cho lợi ích của mình vậy chứ? Gia tộc nuôi con là vì lợi ích của gia tộc. Nếu như mọi người đối xử với con như vậy thì chi bằng con chết đi còn hơn. Uyển Nhi, em đừng làm chuyện ngu ngốc. Anh Bội Phong, nếu như không thể ở bên cạnh anh thì em thà chết. Ngốc này, em là trái tim của anh sẽ không để bọn họ làm tổn thương em nữa đâu. Ha ha ha, ai da, tên phế vật nhà cậu, nói câu nào là nghe, mắc cười câu đó à. Hôm nay các người đều sẽ phải trả giá vì đã làm Uyển Nhi tổn thương. Được rồi anh trai, tôi chờ đấy, cậu đừng có làm tôi thất vọng nha. Kiêu ngạo thiếu hiểu biết, lão gia năm đó đúng là mù mặt mà. Vậy mà lại để Uyển Nhi gả cho một tên như thế này. Mộ Dung gia náo nhiệt thật đấy, nhiều người vậy sao? Phùng Tổng, cô tới rồi. Mộ Dung gia náo nhiệt thật đấy, nhiều người vậy sao? Ôi Phùng Tổng, cô tới rồi. Vị này chính là Phùng Tổng của tập đoàn Châu Hà sao? Đúng rồi, cháu giới thiệu với chú nhé. Vị này là Sơn Hà, giới thiệu cái gì chứ? Phùng Tổng, cô đây là Mạc Thiếu Nguyên, Mạc sát gia bọn họ đắc tôi với tôi. Anh muốn nói giúp cho bọn họ sao? Đúng đúng vậy Phùng Tổng, không phải trước đó cô đã đồng ý nể mặt tôi, tha thứ cho bọn họ rồi sao? Tha thứ cái gì mà tha thứ? Phùng Tổng, ba tôi đã gọi điện cho cô rồi đấy. Không phải cô đã đồng ý với tôi rồi sao? Rất đơn giản mà, bởi vì người mà anh đắc tội là tôi, còn cô ấy là người của tôi. Mày im miệng cho tao, một tên ở rể như mày còn lắm lời thì biến cho tao. Mày mà đắc tội với Phùng Tổng thì xem tao giết mày thế nào. Anh dám chửi bạn của tôi ngay trước mặt tôi sao? Cậu ta là bạn của cô sao? Chuyện của Phùng gia chúng tôi anh ấy đều có thể quản. Vậy anh nghĩ sao? Cậu ta chỉ là một tên ở rể vừa mới làm thuê ở bên ngoài về thôi mà. Đúng đấy Phùng Tổng, có phải cô nhận nhầm rồi không? Mộ Dung Nam Sơn, tôi đã nói trong vòng 24 tiếng Mạc sát gia ông không bồi thường cho tôi thì tôi sẽ khiến cho Mạc gia ông biến mất rồi nhỉ. À, bây giờ vẫn còn 10 phút cuối cùng đấy. Tiểu bối của Mạc sát gia đã đắc tội với Phùng Tổng, tôi thật sự không biết chuyện đó. Xin lỗi cô rất nhiều. Đắc tội với tôi mà một câu xin lỗi là xong sao? Đắc tội với tôi mà một câu xin lỗi là xong sao? Ý của Phùng Tổng là hoặc là sử dụng sức mạnh của tập đoàn Hà Sơn khiến cho Mạc sát gia ông phá sản, hoặc là ông dừng mọi hoạt động kinh doanh lại, rời khỏi gia tộc. Xin Phùng Tổng khai ân, tha cho tôi lần này. Mạc sát gia chúng tôi nguyện làm
dâu làm ngựa cho tập đoàn Sơn Hà. Xin lỗi nhé, kẻ muốn làm nô bộc cho Phùng gia chúng tôi. Xếp hàng dài tới tận sao hỏa đấy. Đừng đừng đừng. Cô hãy nể tình lão gia chúng tôi, mà tha thứ cho Mộ Dung gia. Chúng tôi một lần đi, lão gia của các người là ai vậy? Người có thể ra giá với tôi ở đây, chỉ có một người thôi, một người. Chẳng lẽ là cậu ta sao? Ấy tôi chỉ là một thằng ở rể thôi, Phùng tổng làm sao mà nể mặt tôi được chứ? Đúng là không bốc phét thật. Ở đây ấy à, tôi lại chỉ nể mặt anh thật đấy. Ấy đứng nhé Phùng tổng, thể diện của cô tôi dùng không nổi, nên thế nào thì cứ làm thế đấy đi. Đừng đừng đừng, con rể à, chúng ta cũng không phải người ngoài, mau giúp ta nói vài câu đi. Sao lại không phải là người ngoài chứ? Tôi và Uyển Nhi rõ ràng đã đính hôn với nhau rồi, mà bây giờ các người vẫn không nhận. Tôi và ông có quan hệ gì à? Cái gì hai người đính hôn rồi mà ông ta vẫn không thừa nhận sao? Xem ra Mộ Dung gia quả thật không nhất thiết phải tồn tại nữa rồi. Tôi nhận. Ông ta nói nhận rồi kìa, anh thấy thế nào? Nhưng mà lúc nãy ông vừa mới mắng Uyển Nhi nhỉ? Vì để cho ông nhớ thật kỹ nên tặng cho ông một tát nhé. Ông đồng ý không? Uyển Nhi, con gái quý giá của ba, con không thể để ba tự đánh mình chứ. Con nói gì đi chứ? Anh Bội Phong đừng làm vậy. Uyển Nhi đừng nói nữa. Em quá tốt bụng rồi. Bởi vì em quá tốt bụng nên tất cả mọi người trong nhà ai cũng bắt nạt em đấy. Hôm nay anh muốn để cho bọn họ biết, người dám ức hiếp Uyển Nhi đều sẽ phải trả giá. Hôm nay ông ta không tự tát mình thì Mộ Dung gia nhất định sẽ sụp đổ. Còn 3 phút cuối cùng, hết thời gian, tôi sẽ hạ lệnh cho tập đoàn Sơn Hà ngay đấy nhé. Đừng đừng đừng. Ai dám đồng ý? Anh là ai? Có chút xinh đẹp đấy, nhưng vẫn không lọt vào mắt của tôi đâu. Duyên dáng yêu kiều hoa nhường nguyệt thẹn, vị này chính là thiên kim của Mộ Dung gia, Mộ Dung Uyển Nhi tiểu thư đúng không? Đúng là con gái tôi. Công tử đây là, tôi là ai cứ giữ bí mật trước đã. Tôi muốn biết, vừa nãy là con cóc ghẻ nào muốn cưới Uyển Nhi tiểu thư vậy? Anh là con chó điên từ đâu tới vậy? Cũng dám ở trước mặt tôi chọ mõm vào chuyện của tôi và Uyển Nhi sao? Là anh sao? Là tôi thì làm sao? Anh không xứng, nhanh cút đi. Cút được bao xa thì cút. Anh là chó điên sao? Cũng không có ai gây sự với anh hết, tới đây liền sủa loạn. Tôi nghiêm túc hỏi anh một vấn đề nhé. Tôi muốn cầu hôn Uyển Nhi tiểu thư, anh tự cút đi có được không? Đúng là con chó điên, còn là một con chó điên bị mù nữa. Cô nói cái gì? Tôi nói anh là con chó điên, lúc cắn người lung tung cũng không xem thử đây là nơi nào, có những người nào. Ý của cô là cô rất lợi hại sao? Nào, nói thử xem lai lịch của cô xem nào, để tôi cân nhắc chút. Nhìn anh ngông cuồng như vậy, chắc hẳn Cửu Châu Thành, Phùng gia khẳng định cũng không xem vào mắt đâu nhỉ. Phùng gia của tập đoàn Sơn Hà sao? Anh cũng không vô tri lắm nhỉ. Cũng không tồi, còn biết tập đoàn Sơn Hà, e rằng Trung gia, cho dù có là người giàu nhất, trong mắt tôi cũng chỉ là đống cứt thôi. Nói khoác không biết ngượng, nói tên ra để tôi xem thử, có bị anh dọa chết không nào? Đúng vậy, tập đoàn Sơn Hà chính là tập đoàn số 1 của Cửu Châu Thành chúng tôi. Anh nghĩ rằng anh là ai? Còn không nhanh cút đi, đừng có ở đây khiến cho Phùng tổng tức giận nữa. Một con chó xa cơ thất thế, đến lượt anh nói chuyện hay sao? Ngay cả một tên tạp chủng như anh mà cũng có thể đánh tôi sao? Đánh gãy chân hắn rồi ném ra ngoài đi. Vâng. Này này, ai ra, thứ rác rưởi đó, để hắn sống cũng là một loại thương tâm. Anh cũng như vậy, nhân lúc trước khi tôi còn chưa tức giận thì nhanh cút đi, đương nhiên là bao gồm cả cô nữa. Há có cái lẽ ấy sao? Anh ngạo mạn quá rồi đấy. Thất dạ, còn sững người ra đấy làm gì? Loại người ngạo mạn này, còn không mau đánh ra ngoài cho tôi. Nhóc con, muốn tự mình cút, hay là muốn tôi động thủ đây? Nhóc con, muốn tự mình cút, hay là muốn tôi động thủ đây? Thất dạ, anh chính là cái người ở nước ngoài trong một lần giết chết 80 tên hải tặc, bị giam ở nhà tù Côn Ngô, giang hồ ngân giáp, đệ nhất sát thủ thất dạ sao? Cậu đã nghe qua rồi sao? Không tính là quá rốt nát nhỉ, cũng xem như là một nhân tài đấy. Có thể tới nhà tôi làm bảo an, xem ra cậu đúng là kẻ không biết điều nhỉ. Thiếu chủ tên ngu rốt mất trí này, hãy giao cho tôi xử lý. Vâng. Cậu muốn đánh tôi thành tên tàn tật sao? Anh không nghe nhầm đâu. Rất tốt, tôi đã rất nhiều năm không giết người, đã lạnh nhạt với Diêm Vương lâu như vậy, hôm nay đành lấy cậu làm quà gặp mặt vậy.
Thế nào ạ, không khiến cậu thất vọng chứ? Phùng tổng, đối phương thâm sâu khó dò, kỹ năng của tôi không bằng. Sao nào, còn kiêu ngạo nữa không? Anh đừng nghĩ rằng có thể đánh thì ngon. Thế giới bây giờ đã không còn là võ thuật thượng thừa nữa rồi. Nói vậy là cô muốn dựa vào quyền thế để đè ép tôi sao? Anh còn không cút đi, tôi gọi một cuộc điện thoại thì có thể dùng cớ có hành vi mất trật tự để tống anh vào tù đấy. Phải không? Hôm nay tâm trạng tôi tốt, cô gọi điện thoại thử đi, xem thử có thể tống tôi vào tù hay không. Được, đây là anh tự tìm, đừng trách tôi đấy. Đội trưởng Diệp, ở đây có người đột nhập nhà dân trái phép, hành vi mất trật tự, anh qua đây xử lý nhé. Được, anh chờ đấy. Được thôi, tôi sẽ chờ. Ừm, người anh em này tới Mộ Dung gia, chúng tôi là có mưu tính gì đây? Đã nói rồi, tôi đặc biệt tới đây là để cầu hôn Mộ Dung Uyển Nhi tiểu thư, nhưng con gái tôi với công tử đây không hề quen biết, cũng không có mối liên hệ gì với Mộ Dung gia. Nói chuyện kết hôn, nên nói từ đâu đây? Cẩm Hào, tôi muốn cưới ai thì sẽ cưới người đó. Thứ tôi muốn nhất định tôi sẽ có được, tôi sẽ không gả cho anh đâu. Tôi muốn được gả cho anh Tiêu Dịch, đột nhiên xuất hiện thì tính là cái gì chứ? Cô dám phản kháng? Cô có biết kết cục nếu phản kháng tôi không? Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng ở trước mặt tôi thì đừng có tự phụ. Anh đang dạy tôi làm việc sao? Tôi đang dạy anh cách làm người đấy. Rất tốt, tôi thấy anh cũng không cần thiết phải sống nữa đâu. Cẩm Hào vệ đâu? Có, giết hắn đi. Kẻ nào ngạo mạn, giữa ban ngày ban mặt mà dám giết người vậy? Phùng tổng, ai đang làm loạn? Chính là anh ta. Anh dám ở trước mặt Phùng tổng có hành vi mất trật tự, có chuyện này đấy. Thì sao? Ngạo mạn bắt lại cho tôi, ôm đầu quỳ xuống. Biết tôi là ai không mà dám dùng cái khẩu khí ấy nói chuyện với tôi vậy? Tôi không quan tâm anh là ai, mạo phạm pháp luật thì đều phải đền tội. Nếu như tôi nói ở chỗ của tôi không có cái thứ gọi là pháp luật thì sao? Đúng là người ngạo mạn, trực tiếp đánh gục cho tôi. Dám đụng vào thiếu chủ, giết không tha, to gan, dám tấn vệ. Không giết hắn đã xem như hắn mệnh lớn rồi. Đúng là vô pháp vô thiên, tôi sẽ bắn chết anh. Đúng là vô pháp vô thiên, tôi sẽ bắn chết anh, bắn thử xem. Hào tộc lệnh, người của tứ đại gia tộc ở Kinh Triệu. Hào tộc lệnh, cậu là người của tứ đại gia tộc ở Kinh Triệu? Hiểu nhầm rồi, bắn tôi thử xem. Kinh thành tứ đại gia môn được quốc sở phong tước, công lao to lớn. Vậy mà cậu mở miệng là muốn bịt miệng tôi mà. Chức vị thấp kém, không có quyền can dự, xin phép rời đi trước. Cô còn có bản lĩnh gì nữa thì dùng ra hết đi. Chỉ với hai cái này mà cũng dám đấu với tôi à? Anh là người của tứ đại gia tộc ở Kinh Triệu sao? Hôm nay Trung gia tôi nhận thua. Nhận thua thì không được đâu. Không có bản lĩnh giết tôi, vậy thì tôi sẽ giết cô. Trung gia của cô chẳng phải là gia tộc giàu có nhất Cửu Châu thành sao? Vậy thì tôi sẽ khiến cho Trung gia không còn sót lại chút gì hết. Xin lỗi, là do tôi lỗ mãng. Sợ rồi à? Lúc nãy chẳng phải cô rất kiêu ngạo sao? Công tử, diệt Trung gia đi. Vừa nãy cô ta quá ngông cuồng rồi. Vậy hôn sự của tôi và con gái ông có ý kiến không? Không ý kiến, không ý kiến. Công tử là người của tứ đại gia tộc ở Kinh Triệu, muốn cưới con gái nhà tôi thì chính là phước phần tu mấy đời của nó rồi. Xem như ông là người hiểu chuyện. Nói đi, muốn tôi khiến Trung gia trở thành thế nào đây? Ai, Trung gia nói muốn diệt toàn bộ Mộ Dung gia chúng tôi. Vậy lần này đến lượt Trung gia mấy người rồi? Không diệt được Trung gia thì thật khó giải quyết được mối hận trong tim tôi. Được, vậy thì diệt Trung gia thôi. Chờ một chút. Sao vậy? Ân oán hôm nay là do tôi gây ra. Trung tiểu thư là bạn của tôi, cô ấy tới để thay tôi bênh vực kẻ yếu. Dựa vào cậu, cậu tính là cái thá gì chứ? Tôi động ngón tay là có thể giết cậu như con kiến. Kinh Triệu tứ đại hào môn cũng chỉ xứng với một cú đấm của tôi mà thôi. Còn không biết trời cao đất dày. Cái gì? Kinh Triệu tứ đại hào môn mà anh cũng dám coi thường à? Không phải là coi thường, mà chỉ là cục cứt thôi. Tiêu Dịch tiên sinh, anh đừng nói nữa. Kinh Triệu tứ đại hào môn chúng tôi không chọc nổi. Xin hãy tự trọng, họ đặc biệt như thế nào? Việc kinh doanh của họ trải dài khắp thế giới. Hơn nữa Triều Trung đều có người có quyền có thế, chính là sự tồn tại khủng bố nhất. Dậm chân một cái có thể dẫm bẹp chư hầu rồi, đúng là có chút thú vị. Đừng nói đùa nữa, nhanh chóng nhận lỗi thôi, nếu không toàn bộ chúng ta sẽ tiêu mất. Cô còn chưa biết tôi rốt cuộc là ai mà, sao cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ hắn ta chứ? Cái Cửu Châu thành nhỏ bé này thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Chỉ là một tên bụi đời, cái chết đã ụp lên đầu rồi mà vẫn bình thản ghê. Này, anh không vào showbiz thì tiếc quá, nếu như anh vào chắc chắn sẽ là ảnh đế đấy. Này, tôi nói cho anh biết, lấy đâu ra tự tin đối phó với Kinh Triệu tứ đại hào môn vậy? Anh muốn xem sự tự tin của tôi sao? Đúng vậy, lấy ra đây, có bản lĩnh gì giết tôi đây? Nếu không tôi sẽ giết chết anh đấy. Anh Tiêu Dịch, Kinh Triệu tứ đại hào môn muốn bóp chết Trung gia cũng giống như bóp chết con kiến mà thôi.
đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Nhanh thừa nhận sai lầm đi, từ bé đến lớn, chưa bao giờ mắc lỗi, anh cũng sẽ không nhận sai với người khác. Vậy thì chỉ có thể đi chết thôi, Cẩm Hào vệ đâu? Chuyện của Mộ Dung gia, dựa vào mày nói là được sao? Đồ khốn kiếp, vậy mà lại muốn phá hỏng, hôn sự ta đã ước định, ba đã nhiều năm như vậy, sao bây giờ ba mới trở về vậy? Về hay không về, thì cái nhà này cũng do ta làm chủ. Tiêu Dịch xin lỗi nhé, mấy đứa con bất hiểu của ta, lại dám hậm hĩnh, coi thường cháu như thế. Minh Sư Á, ý của Cẩm gia là, vị anh em này là sát thủ số 1 Long Quốc Vương Minh Sư sao? Ông xem có cao thủ, giang hồ nào có thể cản được sự giết chóc của cậu ta không? Ai da, nếu như là Minh Sư đại nhân, chịu ra tay, thì nhất định sẽ thắng thôi ha ha ha. Chủ nhân thuộc hạ xin lui trước. Được, Cẩm gia nếu như không còn việc gì, thì tôi cũng xin cáo từ đây. Ông chờ một lát, ông cũng giúp tôi đi tới Cửu Châu Thành một chuyến đi. Tôi đi Cửu Châu Thành, có giao phó gì sao? Dù sao thì ông cũng là bác sĩ có tiếng, nên việc tìm truyền nhân, chắc ông sẽ rành hơn. Rõ rồi Cẩm gia, tôi sẽ đi liên hệ với các bác sĩ nổi tiếng của Cửu Châu Thành, bảo bọn họ giúp chúng ta tìm tung tích của Thánh Y ngay. Cáo từ. Phùng Tổng không hay rồi, sao thế? Mỹ Như lúc nãy vừa mới nhận được thông tin của Thương hội Cửu Thành, nói rằng sẽ cho tập đoàn Sơn Hà vào danh sách đen, tất cả thương gia đều cấm việc kinh doanh với tập đoàn Sơn Hà ạ. Cái gì? Sao lại có chuyện như thế? Vâng, đã có rất nhiều công ty đến hủy hợp đồng với chúng ta rồi ạ. Hủy hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật mà. Tôi đã nói thế với bọn họ rồi. Bọn họ bảo muốn báo thì báo nhanh đi. Còn nói cùng ta, đã chọc vào thế lực rất lớn. Sơn Hà sắp xong đời rồi. Thế lực lớn. Tôi hiểu rồi, nhất định là trò của Cẩm gia. Cô hiểu quá muộn rồi. Anh là ai? Người trong giang hồ đặt cho tôi một biệt hiệu là Minh Sứ. Cái gì? Anh chính là Minh Sứ. Đúng vậy. Bạn thân nhất của Diêm Vương, tôi luôn rất thích tặng đông người cho ngài ta. Chúng ta không oán không thù, sao anh lại tìm đến tôi? Không oán không thù, Watson. Cô đã quên rồi sao? Vừa mới nhắc đến Cẩm gia đó mà. Anh là người của Cẩm gia sao? Không sai. Muốn chết thế nào? Nói đi, Cẩm gia cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp đôi. Cô có thể nhiều tiền hơn Cẩm gia sao? Cẩm gia có thể xa hoa hơn tôi, nhưng bọn họ không thể cho anh tất cả. Còn tôi có thể cho anh cổ phần của tập đoàn Sơn Hà. Tiền ở trước quyền lực thì chẳng là cái thá gì cả. Nếu như tôi phạm pháp, tiền không thể giúp được tôi, nhưng Cẩm gia thì có thể. Nói đi, muốn chết thế nào? Nói đi, muốn chết thế nào? Muốn giết thì giết, đừng có sỉ nhục tôi. Mỹ Như, tiếp theo đến lượt cô rồi. Cô muốn chết thế nào? Tôi chưa bao giờ giết người không sợ chết. Một người phụ nữ yếu đuối như cô lại không sợ chết. Hôm nay tôi sẽ tha cho cô một mạng. Chỉ phế đi hai chân của cô, làm một kẻ tàn phế đi. Mỹ Như, Mỹ Như, là tôi đã hại cô, là tôi có lỗi với cô. Uyển Nhi, em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất cả Cửu Châu Thành này. Anh nghe điện thoại một lát. Alo Phùng Tổng, người bội phong nhanh, ngài nhanh rời khỏi Cửu Châu Thành đi. Sao thế Phùng Tổng? Cẩm gia ở Kinh Bắc đã phái Minh Sứ đến, bọn họ muốn giết anh đấy. Minh Sứ là trò đùa gì? Người bội phong, ngài đừng nói nữa. Nhanh chạy đi, Minh Sứ là sát thủ số 1 của Long Quốc đấy. Trợ lý của tôi đã bị hắn ta giết chết rồi. Tôi cũng sắp không xong rồi. Ngài nhanh chạy đi. Cô nói cái gì? Trợ lý của cô bị hắn ta giết rồi, còn làm cô bị thương nữa. Cô đang ở đâu? Tôi ở phòng làm việc, đã gọi điện cho xe cứu thương rồi, đang chuẩn bị tới bệnh viện. Đừng đến bệnh viện nữa, ở đó chờ tôi đi. Uyển Nhi, anh có chút chuyện cần phải xử lý một lát, em về nhà chờ anh nhé. Phùng Tổng, nào để tôi xem giúp cô. Kẻ này quả nhiên thâm độc thật, lại sử dụng của hóa cốt niên trưởng. Hóa cốt niên trưởng rất đáng sợ sao? Đây là tà công, yêu pháp này rất nặng. Sau khi chúng chiêu, 2 tiếng sau độc tính sẽ phát tác, toàn thân mềm như bông, kinh mạch đứt đoạn. Tôi còn có thể cứu được không? Yên tâm, người chết tôi còn có thể cứu sống được. Huống hồ gì là một hóa cốt niên trưởng, tôi sẽ chữa cho cô. Đây là ngũ lôi hỏa khí, sức mạnh rất lớn,
thanh tẩy đầu kính ra ngoài chịu đựng một lát. Được rồi, đứng lên thử xem. Người bội phong. Có thể cử động được rồi, cảm ơn ngài. Tiếp theo phải trả thù cho cô rồi. Con nói xem, Cẩm Gia là đại hào môn của Kinh Bắc. Nếu như con gả vào đó, thì sẽ không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Bây giờ con hãy từ bỏ tên bội phong nghèo nàn đó còn kịp đấy. Con và anh bội phong đã định ngày cưới cả rồi. Chính là ngày 7 tháng 7, muốn con phản bội anh ấy á? Trừ phi con chết nhé. Sao con lại ngu ngốc như thế hả? Bà nói xem, sao chúng ta lại sinh ra một đứa như nó chứ? Nó đã trúng bùa mê thuốc lú của tên bội phong đó rồi. Một gia đình hào môn như Cẩm Gia, cứ thế là bỏ lỡ sao? Mộ Dung Nam Sơn, các người là ai lại dám xông vào Mộ Dung gia ta? Mộ Dung Nam Sơn, ông thật sự không biết chữ chết biết thế nào à? Hỗn sực lại dám dở giọng đó với anh Mãng của bọn tôi. Cái gì? Anh Mãng, hoàng đế của Cửu Châu Thành, nếu đã nghe qua tên của ta rồi, còn không mau quỳ xuống nhận chết đi. Anh Mãng, tôi vẫn luôn rất sùng bái. Sự là tự do phóng khoáng quá. Ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ rồi, cũng nên phải đi thăm bọn họ rồi. Bố mẹ thù của hai người con nhất định sẽ báo. Con đã không còn là Diệp Thần yếu đuối của 5 năm trước nữa. Con từ trong cõi chết bò ra, con sẽ tận tay lấy đầu tên đàn ông đó đến trước mộ của bố mẹ. Diệp Thần tôi sẽ có một ngày để cho Giang Thành lung lay, để cho Hoa Hạ đại địa đầu hàng. Chắc là người đưa thuốc đến rồi. Ông chủ Chu Đức Nhân đường các ông không thuê được người làm sao, còn đích thân giao hàng đến tận nơi vậy? Diệp tiên sinh, vốn dĩ chúng tôi không có ý định làm phiền cậu, nhưng mà tôi lại lo sợ những người làm kia không biết điều, làm hỏng dược liệu, cho nên tôi đích. Alo, cái gì? Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Dịch, vừa nãy đột nhiên có người xông vào nhà đánh mất ba con rồi bắt ông ấy đi rồi. Bắt ông ấy đi rồi sao? Ai làm? Hắn nói hắn là Minh Sử. Minh Sử chắc chắn là người của Kinh Triệu Cẩm Gia làm rồi. Tiêu Dịch, con chọc phải người nào rồi vậy? Con nhanh đi tìm Phùng Gia giúp đỡ đi. Nhà bọn họ có quyền có thế, chắc chắn sẽ giúp được chúng ta. Với thực lực của Bắc Triệu Cẩm Gia thì Phùng Gia sợ là cũng không thể lay động được. Ngay cả Phùng Gia cũng không thể giúp được sao? Vậy thì phải làm sao đây? Lẽ nào ba của con phải chết sao? Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ mang ba trở về không một vết thương nào ạ. Lợi hại như vậy sao? Xin chào, tôi là Túc Long, Túc Long đại nhân, xin hỏi ngài có gì dặn dò ạ? Ba tôi bị một người tên Minh Sử bắt đi rồi, điều tra cho tôi bây giờ hắn đang ở đâu. Muộn nhất trong vòng 24 giờ, tôi sẽ đưa thông tin cho ngài. Đây là đâu? Mấy người là ai? Đây là âm phủ, âm phủ. Lẽ nào tôi chết rồi sao? Ông vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Tôi là một người trung thực, tôi cầu xin mấy người đừng giết tôi. Ông là một người trung thực, nhưng con trai ông lại là kẻ kiêu ngạo. Tối hôm nay, ở đây mà chờ hắn tới đi. Alo, tìm thấy nhanh vậy sao? Được, tôi biết rồi. Minh đại nhân, đừng mà. Minh đại nhân, tôi không muốn chết. Cậu thả tôi ra đi mà, cùng con trai ông chơi một trò chơi nhé. Nếu như sáng ngày mai hắn có thể tìm thấy nơi này, tôi sẽ giết hắn rồi tha cho ông. Nếu như hắn không tìm được, tôi sẽ giết ông rồi đi tìm hắn. Tiêu Dịch là một đứa con ngoan, nếu như nó đắc tội với mấy người, tôi bây giờ sẽ thay nó nhận lỗi. Ông xin lỗi, ông nhận lỗi sao? Một lão già như ông có mấy cân mấy lạng, bản thân còn không biết sao? Hắn đánh tàn phế thiếu gia Cẩm Gia, chu di cửu tộc nhà ông mới đủ để đền tội. Chuyện này ông có thể thay mặt được sao? Alo chủ nhân, thiếu chủ lại phát sốt hôn mê rồi. Đã tìm được thằng nhãi đó chưa? Tôi đã bắt cha của hắn đây rồi ạ. Chỉ chờ tên nhãi đó tới thì có thể giết tất cả. Tôi muốn hắn chết ngay lập tức. Vâng. Cậu đang nói cái gì? Cậu đang nói đùa cái gì vậy? Thiếu chủ lại phát sốt rồi.
Hôm nay muốn đánh tàn phế, lão già này để chút giận. Không sao chứ, trời ơi, gãy xương rồi, con đỡ ba sang bên này, nghỉ ngơi một chút trước, chờ con xử lý bọn ngu, này đã nhé, tới đây. Nhãi con nhà cậu, cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngay trong đêm đã tìm tới được đây rồi. Bản lĩnh của tôi e là anh không tưởng tượng nổi đâu. Ngông cuồng, có lẽ cậu chưa từng nhìn thấy người tai to mặt lớn nhỉ, nên mới không biết biệt hiệu của tôi. Hừ, biệt hiệu Minh Sử. Sát nhân vương số 1 Long Quốc, trong 10 năm đã giết không dưới 3.000 người, nhiều lần thoát khỏi sự truy lùng của chiến bộ. Nhẩn như ngoài vòng pháp luật, võ công cao cường, giết người hàng loạt, chính là anh nhỉ. Minh Sử tôi, nổi tiếng khắp trốn, có người nào là không biết đâu. Mặc dù cậu biết biệt danh của tôi, mà vẫn dám tới đây, có nghĩa là cậu cũng có chút tự tin đấy. Tự tin, không có bao nhiêu, nhưng giết anh thì có thừa, cậu muốn giết tôi, cậu cho rằng danh hiệu sát nhân vương số 1. Là dùng tiền để mua hay sao? Anh bây giờ dám kêu căng như vậy là bởi vì anh không biết tôi là ai thôi, phải không? Cậu nói xem có dọa được tôi không nào? La sát cốc, nghe qua chưa? Cái gì? La sát cốc? Chẳng lẽ ý cậu là người của La sát cốc sao? Anh nói đúng rồi đấy, không sai. Vốn dĩ sư phụ nói với tôi không được nói với người ngoài, nhưng tôi lại muốn nói. Dù gì anh cũng là người sắp phải chết, nói với anh cũng không sao. Đúng là có tài khoác lác. Ai chẳng biết, La Sát Cốc và Vô Cực Điện là hai điều cấm kỵ trên thế giới. Giống như sao thiên khuyết, khiến cho người trần phải ngất sát cốc chứ. Tôi dựa vào cái gì không quan trọng, có thể giết anh là được rồi. Được thôi, vậy để tôi cho cậu biết, thế nào là sát nhân vương. Dựa vào anh mà cũng xứng với cái danh hiệu sát nhân vương số 1 Long Quốc, cũng xứng giết được tôi sao? Cậu thật sự là người của La Sát Cốc sao? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng chính là Minh Sử anh sắp trở thành người chết rồi, nhưng mà trước khi chết cần phải giúp tôi làm một chuyện. Chuyện gì? Giúp tôi gọi điện thoại cho Cẩm Gia. Tôi muốn nói vài lời. Gọi chuyện đó làm thế nào rồi? Tôi giải quyết hắn ta xong xuôi rồi, tiếp theo là tới ông đấy. Cậu là ai? Đứa con trai khốn nạn của ông là do tôi đánh, cậu chính là đứa con của tên ở rể kia sao? Giờ tôi tới Kinh Triệu diệt Cẩm Gia nhà ông đi. Dám ngông cuồng như vậy sao? Tôi sẽ dùng quyền lực của hào môn diệt cửu tộc nhà cậu. Tuổi đâu có, lập tức theo thưởng tăng lên 10 tỷ, giết thằng nhãi tiêu dịch kia cho tôi. Ba thế nào rồi? Gãy xương rồi, ba không thể cử động được. Được rồi, ba đứng lên thử đi. Ba bị thương nặng, phải điều dưỡng 100 ngày. Như vậy là được sao? Con nói được là được, ba cứ đứng lên thử đi. Này, thật sự là được rồi. Tiểu dịch y thuật này của con thật là thần kỳ quá. Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi. Về nhà. Anh Tiêu Dịch đang ăn sáng sao? Có chuyện gì sao? Không có. Ta tới đây là để xin lỗi cháu. Xin lỗi? Xin lỗi gì với tôi cơ? Là chuyện của 2 ngày trước đấy. Thật sự thì bọn ta có chút quá đáng. Hy vọng cháu có thể tha thứ cho bọn ta. Chuyện đó cũng đã qua rồi, tôi không để tâm đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vậy có thể để cho ta chuyển về ở không? Muốn chuyển về sao? Đúng, muốn về căn nhà kia. Có lúc ông xem tôi là con chó, là một tên nghèo kiết. Bây giờ ông lại xem như không biết gì tới cầu xin tôi. Đáng tiếc tôi cũng không phải là người dễ tính. Tiêu Dịch, cậu đây là không nhận họ hàng sao? Cậu đúng là vô tâm. Lại họ hàng nịnh hót bợ đít như ông, tôi đời này cũng sẽ không nhận ông đâu. Từ bỏ ảo tưởng đó đi. Người phải từ bỏ ảo tưởng là cậu đấy.
Kiếm Xuyên, con trở về rồi. Ừm, con trở về đây để chỉnh đốn lại cái tiêu gia biến chất này. Ôi trời, Kiếm Xuyên con đừng nói linh tinh. Tiêu Dịch bây giờ là niềm kiêu hãnh của tiêu gia chúng ta đấy. Toàn bộ tiêu gia chúng ta đều trông chờ vào nó cả đấy. Nhanh nhanh, nhận lỗi đi. Cái gì? Kẻ như hắn mà cũng có thể là niềm kiêu hãnh của tiêu gia chúng ta sao? Hừ, thật đấy. Tiêu gia bây giờ với Trung gia giàu có liên hệ, chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể cho tiêu gia chúng ta một bước lên mây đấy. Trung gia sao? So với chỗ dựa của con chỉ là đống cứt thôi. Con nói thật sao? Chỗ dựa của con là ai? Kinh Triệu tứ đại hạ môn Cẩm gia. So với Cửu Châu thành Trung gia mà nói thì chắc chắn sẽ mạnh hơn trăm lần. Cái gì? Kinh Triệu tứ đại hạ môn Cẩm gia? Thật sao? Chỗ dựa của con thật sự là Cẩm gia sao? Chuyện này có thể giả nữa sao? Con phụng mệnh Cẩm gia quay về chỉnh đốn cái tiêu gia biến chất này. Còn có cả Trung gia giàu có kia nữa. Cẩm gia đã hạ lệnh hôm nay bằng mọi giá lệnh cho họ phải phá sản. Thật sao? Kiếm Xuyên, sao con lợi hại như vậy chứ? Vậy mà có chỗ dựa là Cẩm gia này thì phải cảm ơn cái tiêu gia biến chất này. Con ở nước ngoài phát triển nhiều năm, vừa về nước để phát triển tiếp thì lại đụng phải cái tiêu gia biến chất này dám đắc tội với Cẩm gia. Cẩm gia muốn họ chết, con đương nhiên là hợp tác rồi. Được được được, vậy thì nhanh giết chết cái thằng nhãi này đi. Hắn dựa vào Trung gia chiếm nhà của chúng ta rồi, công ty cũng cướp luôn. Bây giờ chúng ta đã không còn nhà để về nữa rồi. Há nào có cái lý đó, cái tiêu gia biến chất của anh dám làm ra chuyện đáng giận này sao? Còn không mau quỳ xuống chịu chết cho tôi. Cuộc nói chuyện giữa hai cha con mấy người xong rồi sao? Cái thứ khốn kiếp như anh rốt cuộc có quỳ hay không? Kiếm Xuyên, đều là người một nhà, để chém giết lẫn nhau được. Cút, ai là người một nhà với mấy người chứ? Bà kết hôn với tên chồng phế vật kia, làm mất mặt tiêu gia thì thôi đi, vậy mà còn sinh ra một đứa con vô dụng như vậy. Sao bà không đi chết đi? Sao con lại nói chuyện như vậy với ta chứ? Ta là cô của con đấy. Ai có người cô vô dụng như bà chứ? Đúng vậy, bà ta còn giúp con trai mình đuổi chúng ta đi đấy. Không sao, hôm nay hai mẹ con bọn họ một người cũng đừng mơ rời đi. Biết, hai mẹ con bọn họ cho tôi. Không được Kiếm Xuyên, không được. Lên cho tôi. Muốn giết tôi sao? Tôi là người của Cẩm gia, anh động vào tôi thì nhất định phải chết. Người cũng sắp chết rồi mà cái miệng vẫn cứ bô bô vậy. Gọi điện cho Cẩm gia, nói cậu xong đời rồi đi, anh đừng có quá đáng. Hừ, tôi còn có thể quá đáng hơn cơ. Động vào tôi thì cậu có dựa vào ai cũng vô ích thôi. Cút. Alo Phùng Tổng, ngài Bội Phong, có thể giúp chúng tôi không? Phùng Tổng có chuyện gì vậy, cô nói đi. Thương hội Cửu Châu Thành nhận được chỉ lệnh của Kinh Bắc Cẩm gia, đang mở cuộc họp, chuẩn bị thực hiện lệnh cấm hành nghề với tập đoàn Sơn Hà chúng tôi, muốn cắt đứt toàn bộ việc kinh doanh của chúng tôi. Ngài xem có quen ai, có thể giúp chúng tôi một lần không? Chuyện này do tôi mà ra, tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Vậy, Túc Long. Xin chào Túc Long tiên sinh. Kinh Triệu Hào Môn đã ra lệnh cấm kinh doanh với Thương hội Cửu Châu Thành. Tôi muốn giúp Phùng gia một chuyến. Anh có khả năng này không? Có thể giải quyết được. Tôi sẽ lập tức lên trực thăng đi tới Cửu Châu Thành. Nghe cậu điều phái. Được. Được rồi, cứ làm theo chỉ thị trong cuộc họp đi. Quay về cắt đứt mọi kinh doanh với Phùng gia, khiến Phùng gia tụt dốc không phanh. Vạn kiếp bất phục, khẩu khí ghê thật đấy. Thương hội vốn là vì thúc tiến hợp tác kinh doanh, chứ không phải là để
Phá hoại đồng minh, anh là ai vậy? Liên quan gì đến anh? Phùng tiểu thư là bạn của tôi. Cô ấy nói với tôi rằng, thương hội liên kết với nhau, để chèn ép Phùng ra. Tôi đến đòi lại công bằng cho cô ấy. Người chỉ dựa vào anh sao? Tôn Nguyên, tập đoàn Sơn Hà cũng chúng ta là doanh nghiệp hàng đầu Cửu Châu Thành. Những năm qua cùng nhau, tạo ra biết bao cơ hội. Có thể nói là đồng cam cộng khổ với nhau. Sao anh lại có thể lợi dụng quyền lực tiến hành chèn ép chúng tôi chứ? Tại sao tôi lại chèn ép cô? Cô còn không hiểu rõ sao? Cô nói đi, cô đắc tội với ai không nói, lại cứ phải chọc vào gia tộc lớn mạnh Kim Triệu Cẩm ra đó. Họ là người mà bọn tôm tép như tôi và cô chọc vào được sao? Các người nói một câu công bằng đi. Những năm qua, tập đoàn Sơn Hà chúng tôi đã giúp đỡ mọi người bao nhiêu? Nguồn vốn của các người có vấn đề, chúng tôi giúp cho mọi người vay, chưa bao giờ giục trả. Tôi cho các người không gian phát triển lớn. Bây giờ Phùng gia có khó khăn, các người còn thừa cơ hãm hại à? Phùng tổng, lòng tốt của cô chúng tôi đều biết hết, nhưng ai muốn vì cô mà đi đắc tội với hào môn chứ? Đúng đấy, chúng tôi làm kinh doanh không thể chỉ nhìn việc trước mắt, nhìn về tiền được. Thời đại của Phùng gia các cô đã qua rồi, chẳng lẽ tình nghĩa bao nhiêu năm qua các người không thể tha cho Phùng gia một lần sao? Được rồi, hai người có thể biến đi rồi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi làm việc nữa. Bảo vệ, tiễn khách. Xin lỗi, tôi đến là để giải quyết vấn đề còn chưa giải quyết được, sợ rằng đi không được. Sao nào, anh muốn gây chuyện sao? Hôm nay tôi tới đây chỉ có hai kiểu kết quả. Kiểu thứ nhất, mọi người tiếp tục ủng hộ Phùng gia, mọi người cùng vui. Lại thứ hai, người chèn ép Phùng gia sẽ luận thành tội thất tín bội nghĩa, sau đó rời khỏi giới kinh doanh mãi mãi. Anh dọa dẫn tôi, đây không phải dọa, mà là tường thuật lại sự thật. Vậy tôi cầu xin anh, hãy dùng năng lực của mình đến tiêu diệt tôi đi. Chuyện này nếu như không làm được, thì hôm nay anh phải chết ở đây. Tôi quen ông chủ của quận Cửu Nhai, tôi sẽ lập tức gọi điện cho anh ta. Gọi 100 đàn em tới. Ông cậu ta à, không cần vội. Xem năng lực của cậu ta, tôi thấy chẳng có triển vọng đâu. Xem cậu ta kể chuyện cười thì đúng hơn. Ngài Bội Phong, có thể tìm thấy gì ai không? Yên tâm, tôi đã gọi điện thoại cho người đó rồi. Để tôi dụ anh ta lần nữa. Alo, tôi đã tới rồi. Anh ở đâu? Được. Anh ta nói anh ta sẽ tới ngay. Được lắm. Tôi lại muốn xem. Hôm nay anh có thể mời thần thánh phương nào tới đối phó với thương hội Cửu Châu chúng tôi. Đúng thế, loại người này nên được dạy dỗ một trận nên hồn. Ếch ngồi đáy giếng, trước đây thật sự nhìn không ra bộ mặt xấu xa của mấy tên này. Bây giờ cô nhìn thấy rồi, thì có thể làm sao chứ? Ai mà khẩu khí ghê gớm vậy? Xin hỏi người nào là Túc Long tiên sinh? Là tôi, tại hạ đã từng gặp qua Túc Long tiên sinh. Xin hỏi ngài có khó khăn gì? Vị này là hội trưởng của thương hội, bây giờ đang lợi dụng quyền lực trong tay để tiến hành áp chế tập đoàn Sơn Hà của bạn tôi. Có cách gì giải quyết không? Việc này đơn giản, cách chức thương hội, hội trưởng của anh ta là được. Cậu có thể cách chức tôi á? Chắc không thành vấn đề. Thằng ngốc này đâu ra vậy? Nói láo cũng không biết chọn chỗ. Cậu là cái thá gì chứ? Cách chức của tôi thế nào đấy? Tôi tên là Yến Thiên Địch, anh cảm thấy tôi có thể không? Yến Thiên Địch sao? Các cậu từng nghe qua không? Lai lịch ghê gớm lắm sao Yến Thiên Địch? Anh cùng Yến gia có quan hệ gì sao? Yến Thái Sơn là cha của tôi, thì ra là thiếu gia của tập đoàn Yến Môn. Thất lễ. Cái gì? Cậu là người của tập đoàn Yến Môn? Không thể nào, tập đoàn Yến Môn là gia tộc giàu nhất thành phố, đến cả tứ đại gia tộc cũng không dám xem thường. Sao có thể xuất hiện ở chỗ chúng ta được chứ? Đúng đấy, ít thân phục Vũ Huyên, mời cậu ta Tius, nhưng bản thân cô ta lại không nhận ra. Tôi thấy 80% là bọn họ đang diễn kịch cho chúng ta xem đấy. Xem ra bọn họ đều không tin. Đúng là khó khăn thật. Không sao, tôi đã tới Cửu Châu Thành nói rồi, có một trưởng quan sẽ tới gặp anh. Chuyện thế này cứ để anh ấy giải quyết. Cậu còn giả vờ cái gì chứ? Yến thiếu gia à? Quách trưởng quản, sao ngài lại tới đây? Quách trưởng quản, sao ngài lại tới đây? Yến thiếu gia chờ lâu rồi, tôi đã cấp tốc chạy tới đây ngay, không ngờ vẫn đến muộn. Xem ra vốn đầu tư 800 tỷ của tập đoàn Yến Môn chúng tôi ở Cửu Châu Thành sắp mất rồi. Tại sao vậy Yến thiếu gia? Theo như tôi được biết thì thương hội này đơn giản là một đám bẩn thỉu xấu xa, không hề có chừng mực và sự trung thành. Chỗ này hoàn toàn không phù hợp để kinh doanh. Tập đoàn Yến Môn không những sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư, mà còn sẽ nói với những người hợp tác với tập đoàn Yến Môn rằng tuyệt đối đừng tới đây kinh doanh. Yến thiếu gia, nếu như thương hội Cửu Châu Thành đắc tội với cậu thì cậu cứ nói ra, tôi sẽ xử lý ngay. Được, tập đoàn Sơn Hà là nhân tài của Cửu Châu Thành, càng là một nhân vật không thể thiếu ở trong giới kinh doanh Cửu Châu. Nhưng thương hội Cửu Châu lại tiếp nhận lệnh của Kinh Triệu Cẩm gia áp chế và đánh bại tập đoàn Sơn Hà. Hành vi như vậy quả thật là quá ô nhục. Lại có chuyện như vậy sao?
Đây chính là mục đích tại sao bọn chúng lại mở cuộc họp ngày hôm nay. Sao lại có lý đó? Tôn Nguyên Anh dám lách luật vì lợi ích cá nhân. Quách trưởng quản, chúng tôi chỉ là đang thương lượng, chưa hề quyết định sẽ áp chế tập đoàn Sơn Hà. Chúng tôi nhất định sẽ duy trì xí nghiệp của địa phương lúc nãy, nhưng đến của tập đoàn Yến Môn của tôi mà anh ta cũng không xem ra gì. Cặn bã. Yến thiếu gia cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trừng phạt bọn họ thật thích đáng, xử lý ngay luôn đi. Hội trưởng thương hội này làm việc không thỏa đáng, tập đoàn Yến Môn chúng tôi sẽ không hợp tác với Cửu Châu Thành nữa. Vâng, tôi lập tức hạ lệnh. Tôn Nguyên, từ bây giờ tất cả công việc của cậu sẽ bị khai trừ hết. Ấy quánh trưởng quan, Yến thiếu gia tha mạng, tôi nhất định sẽ thay đổi. Một tên tiểu nhân ba phải như anh cứ yên ổn mà sống một đời ở trong tù đi. Túc Long tiên sinh, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, tôi xin phép đi trước. Có việc gì ngài cứ dặn dò tôi là được. Yến thiếu gia đi thong thả. Này, anh xong đời rồi. Người anh em à, Phùng tổng, tôi nhất định sẽ thay đổi. Nếu như hai người tha thứ cho tôi, thì sau này tôi nhất định sẽ làm theo mọi thứ hai người nói. Cút. Ngài Bội Phong, thật sự thâm sâu khó đoán. Có thể quen biết với một người thế lực như Yên gia, quả thật rất lợi hại. Ai là bình thường thôi, tuy rằng quen biết mấy người này, nhưng bình thường tôi cũng chẳng có chuyện gì. Không ngờ lúc có chuyện, lại có thể dùng đến thật, có thể nhìn ra Yến thiếu gia, vô cùng tôn kính anh, xem ra năng lực của anh, vô cùng phi thường, khiến cho Yến gia cũng phải phục. À đúng rồi, tôi phải tới Kinh Triệu một chuyến, ô nếu như có việc gì cần, thì hãy tìm tôi. Cảm ơn ngài Bội Phong, vậy tôi đi trước đây. Xin dừng bước. Ha 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 ha. Xin hỏi các hạ có phải là Bội Phong, Bội Đại Sư không? Đúng vậy, tôi từ lâu đã nghe nói, Bội Đại Sư tuy rằng trẻ người non dạ, nhưng đã có thể trị được căn bệnh không thể cứu chữa, cửa thiên kim phùng ra, không biết chuyện này có phải là thật không? Hình như là có chuyện này thật. Sao thế ai da? Vậy xin cho phép, tại hạ tự giới thiệu một chút. Tại hạ họ Lý, cũng là một bác sĩ, bất tài, nhưng cũng được mọi người gọi là thần y. Nhưng ở phương diện y thuật, thì vẫn không thể so sánh được với ngài đây. Lần này tôi đến là muốn khẩn cầu đại sư ra tay giúp người chữa bệnh. Trị bệnh à, trị bệnh cho ai vậy? Bệnh liệt nửa người, thần kinh tổn thương, đại sư có thể trị được không? Cái này thì có gì không trị được chứ. Ai da, tốt quá rồi. Nếu như đại sư đồng ý ra tay cứu người, thì sẽ có một mức giá cao ngất ngường. Nhưng mà trị bệnh cho ai vậy? Người này chính là thiếu gia của Kinh Triệu Hào Môn Cẩm Gia. Kinh Triệu Hào Môn, thiếu gia của Cẩm Gia. Vâng, sao vậy, ngài từng nghe qua sao? Nghe qua, người ông nói chắc là Cẩm Hào kia nhỉ? Ngài cũng quen biết với Cẩm Hào thiếu gia sao? Quen, rất quen đấy chứ. Ai à, vậy thì lại quá tốt rồi. Nếu như đại sư chịu ra tay giúp đỡ, nhất định sẽ nhận được một món tiền lớn. Vậy tôi sẽ cùng ông đi tới Cẩm Gia một chuyến vậy. Ai à, đại sư quả nhiên là đàn ông chính trực. Nào chúng ta nhanh xuất phát thôi. Mời lên xe. Ba, đã giết chết thằng khốn đó chưa? Tên nhóc đó có chút bản lĩnh, đến cả minh sứ cũng đã chết dưới tay hắn ta rồi. Ba phải đánh giá lại cậu ta cái đã. Cái gì, chúng ta đường đường là tứ đại hào môn của Kinh Triệu mà lại giết không nổi tên nhà quê đó sao? Ai da, con đừng gấp gáp. Đường ca của con và sư phụ của cậu ấy sắp quay về rồi, chỉ cần bọn họ ra tay thì tên tiểu tứ đó chắc chắn sẽ chết. Sao ạ, đường ca đồng ý giúp con ra tay sao? Đương nhiên rồi, chuyện của con chính là chuyện của Cẩm Gia. Chuyện của Cẩm Gia thì không phải cũng là chuyện của nó sao? Nghe nói, anh ấy đã thông qua Hoàng Kinh Điên Phong, đạt đến thiên cảnh, không biết là thật hay giả. Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nghe nói ở nước ngoài, đã sáng lập ra Thiên Kinh Điện, nhất thống chính quyền ngầm, thuộc hạ đều là cao thủ võ lâm, chỉ cần nó ra tay, thì tên Bội Phong nhỏ bé kia, chẳng là cái móng chân gì cả. Cái gì? Đã tìm thấy thần y có thể trị bệnh cho Cẩm Hào rồi sao? Vâng thưa Cẩm Gia, đã tìm thấy truyền nhân của thần y rồi ạ, bây giờ đang trên đường quay về. Được được được, chỉ cần ông có thể cứu được Cẩm Hạo, thì tôi nhất định sẽ cảm ơn ông thật hậu hĩnh. Vâng ạ. Sao vậy ba? Đã tìm thấy thần y có thể trị khỏi cho con rồi sao? Ừ, Lý thần y, bọn họ đang...